Dạ rồi, em xin kính chào cô chú anh chị. Tiếp tục và rất là vui khi cô chú anh chị đã trở lại với kênh. Thì tiếp tục em đang có mặt ở tại vườn hoa kiển Cúc Thiện. Đây là một vườn hoa rất là đẹp. Đây thì hoa chiều nay thì đã lên hết rồi. Thì bây giờ cô chú anh chị mình thấy lượng người cũng dồn dập về mua hoa, lựa hoa, xem hoa cũng rất là nhiều. Ở đây các loại bông thọ cũng rất là đẹp. Thì ở đây mình cũng thấy cũng có mấy cô, mấy chị cũng đang đến đây. Dạ, hoa mình là ở đâu lên anh hả? Hoa này ở Đức Hòa vô. À, ở Đức Hòa vô hả? Hoa coi như là quê nhà luôn ha. Dạ, Đức Hòa quá đẹp hoa luôn. Hoa này thưa với cô chú anh chị là hoa ở Đức Hòa luôn nha. Của anh chị Cúc Thiện. Số điện thoại đó là của anh luôn anh hả? Dạ, cô chú anh chị mình ở Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Tân Mỹ, muốn mua hoa của anh Cúc Thiện thì cứ liên lạc số điện thoại 0909 09 66 77 nha. Quá đẹp cô chú anh chị ơi. Dạ, Cúc Thọ rất là tuyệt vời, rất là đẹp nha. Đây thì chợ hoa. Quá đẹp. Cũng rất nhiều những cô chú anh chị mình mà đến tham quan. Ở đây anh có những cây mai nhỏ nữa nè, cũng rất là tuyệt vời nè. Mai đẹp chưa? Cô chú anh chị mình thấy mai rất là đẹp. Vô nhìn dàn bông lên hú hồn luôn. Quá đẹp, ấn ăn luôn, bông rất là đẹp. Dạ, mua mau bán lẹ mà. Dạ. Đẹp quá. Quá đẹp. Hoa của anh Cúc Thiệt. Bốn chậu. Thấy đẹp phải không? Dạ, lên YouTube nhóc hợi xem lại bông nha. Rất là đẹp nha. Dạ. Hello. Nhóc hợi vlog. Nhóc hợi vlog. Để chờ xem, mình sẽ chờ thêm chậu bông đẹp như vậy mà để hầu hộp chờ đợi chút xíu để cô và chị này đang mua hai cặp. Trời, mình bình tĩnh mà rung nha, để coi cái giá ở đây là bao nhiêu một cặp nha. Wow, quá đẹp luôn. Bình tĩnh mà rung để xem cái giá ở đây nó có bất ngờ không nha. Cô cho con hỏi là cô mua một cặp là bao nhiêu? 150. 150 một cặp hả? Và hai cặp là 300, quá rẻ luôn. Quá rẻ cô chú anh chị, quá bất ngờ. Bông năm nay rất là đẹp nha. Chỉ có 150 một cặp thôi. Hai cặp mà. Dạ, hai cặp dễ ôm lắm, treo sao ăn cặp. Không chơi cặp bự này nữa cô. Cặp bự này nè. Không có tiền. Dạ, mình nói chung mình thờ là mình chân đẹp thì sang năm mình làm ăn đẹp. Dạ. Càng lớn à. Dạ. Dạ, 4 chậu đến trước ha. Rồi thêm mâm xôi đồ gì không? Đẹp nè em. Làm cặp luôn đi. Cô. Mâm xôi. Mãi vô. Dạ, quá rẻ luôn. 150 một cặp. Rồi, quá rẻ. Bao đẹp, bao rẻ luôn. Bông ở Đức Hòa làm luôn nha. Tại vì quê nhà ở Đức Hòa nên tiền chuyên chở mình ít. Nên mình bán cái giá rẻ cho bà con mình xài nha. Mãi vô. Rồi, buôn bán có đôi lời mời luôn. Bán xong có đôi lời cảm ơn. Rồi, về mà xài à. Dạ, rồi có gì ra ủng hộ nữa nha cô. Dạ, về mà bà con ta khen đẹp ra ủng hộ nữa nha. Dạ, rồi giới thiệu cho bà con gần gần sớm ra đây mua. Chỗ anh Cúc Thiện nha.
Dạ, một tiệm, một gian hàng hoa kiển Tết rất là lớn nha. Dạ, tại vì bông nhà làm đó, anh bán rất là rẻ. Con có phụ làm bông không? Không hả? Ra đây chơi thôi phải không? Đó, xe bự đi mua bông luôn nha. Xe bự đi mua bông luôn, cô chú anh chị ơi. Chơi nguyên cái xe đó là mua là hết bông luôn á. Quá đẹp luôn. Quá tuyệt vời. Đây là Hoa Kiển, Cúc Thiện, thị trấn Hậu Nghĩa. Vô đây mua bông xong, nghe Châu Thanh, Cẩm Tiên ca luôn, Kiều Oanh và Hoàng Nhất hài luôn. Vô đây là đúng luôn. Chơi hội chợ là trúng xe quay sách về luôn nha. Chạy về luôn, quay 110. Dạ, hai mấy triệu. Chất lượng hảo hạng, rẻ và đẹp. Buôn bán có đôi lời mời, bán xong có đôi lời cảm ơn luôn. Rất là tuyệt vời. Bông của anh Cúc Thiện, đại đó luôn. Anh cũng có vài chậu ở đây để phương hoa Cúc Thiện. Rất là đẹp. Con của anh chủ vườn hoa đúng không? Không phải hả? Con của thằng phụ bán đúng không? Đúng rồi. Rồi mọi người, con nói đi, mọi người tới ủng hộ ba con đi. Quá tuyệt vời. Để rồi con quay qua đây, con nói mọi người ơi ủng hộ ba con đi. Để cho con có tiền ăn Tết. Ok con. Vừa rồi bé chia sẻ cũng rất là ngoan cô chú chị ơi. Bé chia sẻ cũng rất là ngoan nha. Đây là vườn hoa của anh Cúc Thiện. Số điện thoại 0909096677. Mọi chi tiết xin liên hệ giao tận nơi. Hoa Cúc Thiện rẻ đẹp, hoa Đức Hòa, hoa nhà làm luôn. Rất là đẹp. Chỉ có 150k một cặp. Rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Rất là đẹp nha. Quá tuyệt vời. Bông năm nay rất là đẹp nha cô chú anh chị. Bông năm nay rất là đẹp luôn. Dạ, rất là tuyệt vời. Dạ, rất là đẹp. Nằm cô chú anh chị mình vô vườn hoa ở thị trấn Hậu Nghĩa thì cô chú anh chị mình sẽ thấy được chữ Cúc Thiện, vườn hoa Cúc Thiện tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây hoa rất là rẻ. Rồi, xin hẹn cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo. Dạ rồi, cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh hãy ủng hộ em, đăng ký kênh, like và chia sẻ nha. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo ạ.